Xin chào mọi người, hôm nay là ngày 24 Tết. Anh em mình cùng nhau tắt đìa để bắt cá để dành ăn Tết nha các bạn. Tắt đìa bắt cá đồng để dành Tết, khi mình ngán đồ ăn cái đầu mình nướng nhậu rồi nó cũng ngon. Và các bạn theo dõi anh em mình bắt cá. Bắt đầu mình đặt máy bơm rồi đó các bạn, nước nhiều quá cái mấy cái đìa nó rộng lớn rồi nước nhiều bơm chắc cũng hơi lâu rồi. Sau bơm cũng phải vài tiếng đồng hồ nước đã cạn, bắt đầu cho anh em xuống bắt cá lần lần. Này mình lấy chân điện mình xẹt cho nó, bắt cho nó không sót nha các bạn. Chích xẹt thì nó bắt kỹ hơn, nó không có sót. Bắt luôn hả? Nè. Nó bự nè. Máy lên chạy dép nước tìm tiếng hơi ồn nha các bạn. Tiếng máy nó ồn quá. Cá nhiều quá, cá này các bạn. Cái lốc cá chè cũng bự bự không. Đem vô nhà phân loại ra đang lọng.
cộng lợi nha, cộng lợi cho gia đình Tết ăn để chia cho anh em đồ cùng ăn. Vợ lấy cái búa ra chứ nha. Nó vớt cái vợ tôi luôn hả? Cái vàng không hả? Trời ơi, cá lóc. Rồi cá đem vô đây ở đâu? Quá trời con cá lóc rồi. Ra từng loại riêng nha mọi người. Rồi cá lóc rồi. Lúc này mà Tết mà nướng mỡ hành, cuốn bánh tráng là ngon rồi. Hết sảy luôn. Lấy cây kềm bẻ gai, mấy cái gai cá chê trắng ra đó mọi người, bẻ ra chừng cho nó đâm cá chê trắng mà đâm cái là thôi rồi, treo cái tay lên tới bữa sau còn chưa hết kìa, quá trời cá chê trắng. Mình hôn rồi đó, thấy vui vui rồi, gầu thổ mình. Sợ không có cá thất rồi gầu chưa cạn đè, chưa có biết mà. Cạn đề mới biết chứ. Này bắt đầu bước mương mới nha mọi người. Bước mương mới này hy vọng là cá nó nhiều như mấy mương kia. Sao thấy mà ít, thấy nó cũng vắng quá trời, để thử xem sao. Sao thấy thế nào chứ? Nhưng kiếm ăn được không? Bằng mấy mương nha chứ không? Tao đang bây giờ đựng lương đâu, tao đựng lương bự lắm. Tao giận cái đựng cái đi. Không bắt cá mà bự như vậy. Không đi chút cá nhỏ không thôi. Hỏi ông đó nó không đi ra đâu, có bị tê liệt nữa rồi. Chết chi? Quẹ mà leo ra mất rồi. Vậy, nó leo rồi. Có thể đổ lú á, đổ dến á, bỏ vô cái mất ra rồi. Nó bị ấy nè, thôi thì nó
Nó không ra hả? Đâu rồi? Đó không? Dạ. Mày không có xe ăn món quà. Mày ăn món quà rồi. Mày lắm luôn.